Hi, chào mừng mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh Messi con cỏ xin mọi người. Xe cực kỳ nổi nhanh nhé. Máy thì đang vô hồ, người có nhu cầu thì được chế tác thì liên hệ số điện thoại. Có nhu cầu thì đưa thông báo để đăng ký biết được nhé. Nhưng hôm nay thì tất cả anh em chỉ mua về đổ dầu và chạy thôi, không đắn đo điều gì cả. Các công trình đang có nhu cầu thì đây là một trong những công trình công ty mấy anh nào công trình cũng đi vào trong đó mọi người nhé. Giá cả thì phải đây anh em ký nhận nhận có thể thông tin và được trực tiếp. Máy đang ở Hà Nội, số điện thoại để tôi đang bắt chén của video của cả quý vị anh chị trong thời gian qua. Các bạn hãy đăng ký kênh.